Rồi em Dư chào cả nhà ngày mới nha. Hôm nay là một cái lô đẹp nhất từ Tết tới giờ luôn á. Toàn là hàng đẹp không à. Ba chiếc hàng hộp nè, mới cực kỳ mới 100% luôn á. Một số những cái hàng ở dưới đây độ mới cũng rất là cao. Đầu tiên em sẽ lên cho mấy anh em một chiếc Chronotech. Con này về nguyên hộp mà hộp xịn ghê luôn. Em nhìn cái hộp nè. Này, hộp của nó nè. Đó, đã không? Ở dưới đáy hộp của nó là một cái lớp vải nhung để đỡ bị tiếng ồn đó. Nhìn cái hộp thôi là đã thấy uy tín rồi. Và cái con này thì thực sự là cũng rất là ít gặp. Mặt kính phê chưa? Một cái thiết kế mà mình nhìn vào là mình thấy ngay chất lượng là chỉ có những cái đồng hồ mắc tiền và những cái dòng cao cấp thì nó mới thiết kế được cái khâu kính vát mà nó giống như một cái viên kim cương vậy nè, thấy không? Nó vát rất là nhiều cái cạnh luôn nha, hình như có thể là 8 cạnh đó, giống như cái viên kim cương ấy. 1, 2, 3, 4, đúng rồi, 8 cạnh. Cái chóp của nó khá là cao. Đây là một cái size form chữ nhật, và cái kính như thế này thì sẽ dành cho mấy anh em mà tay to thôi nha. Bởi vì size của em này em nghĩ chắc cũng khá là cao á, khá là bự á. Cái núm chính của nó có đính một cái viên kim cương đó nè, đẻ chưa. Và thiết kế mặt số của nó thì chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ có tổng cộng là 6 kim một lịch ở góc 4 giờ, và cây kim nhỏ ở góc 9 giờ đây sẽ là cây kim dây của bộ đồng hồ chính đang chạy nè anh em. Còn cây kim dài này nó sẽ là cây kim dây của bộ thể thao. Cây kim góc 12 giờ nó sẽ là cây kim 1/10 nha. Nó có 1/20 nè, nó có ghi nè. 1/20 giây. Chính vì vậy mà nó quay rất là nhanh. Còn cây kim ở dưới này nó sẽ là cây kim giờ. Kim giờ hay kim phút ta? Nó có 2 kim anh em ơi. Như vậy là con này có tới 7 kim rồi. Và cái góc 6 giờ nó sẽ chứa 2 cây kim, cây kim giờ và cây kim phúc của bộ Chronograph. Trước tiên thì bây giờ em Dư sẽ reset lại cái cây kim dài này. Cây kim dài này nó có cái logo cái hãng ở đầu mũi kim á, cực kỳ là chất luôn. Như vậy là ok rồi nha. Bây giờ em Dư sẽ bấm Chrono, lát nữa anh em sẽ thấy ở góc 6 giờ nó sẽ có 2 cây kim. Đó là cây kim giờ và cây kim phúc của bộ thể thao luôn. Về cái độ mới của con này là gần như là hoàn hảo nha anh em. 98% zin hết toàn bộ. Còn cái khó nó là để chưa. Cái khó của nó cũng rất là to. Và cái khó của nó cũng có vét luôn nè. Cái khó nó cũng vét kim cương giống như cây kính luôn. Dây thì dây cá sấu hay dây đại điểu gì đây em thì không có rành lắm, nhưng mà đại thể thì dây là dây zin của hãng luôn, còn rất là mới. Và cái dây của nó trùng với là cái mặt đồng hồ, nó là màu xanh. Dây nè, Chronotech nè anh em. Như vậy là một con đồng hồ cực kỳ là chất cho mấy anh em tay to. Và chiếc này mẻ là 97, giá là 1.780k nha anh em ơi. Con này size ngang của nó sẽ là 42, size dọc tính cả luôn hai cái càng của nó sẽ là 52.5. Như vậy là một cái size này sẽ dành cho anh em tay ít nhất phải là từ 16 trở lên là mang đẹp nhất. Như tay em Dư là 15 thì mang là đó, nó cỡ nó chỗ đây nó có hơi dư ra một chút xíu nè. Mình đã thấy cái cây kim ở góc 6 giờ nó có chạy rồi nha anh em. Đó, hai cây nè. Cây kim phúc nó đã có nhích về một bờ 2-3 phút rồi nè. Bảng giá của ngày hôm nay. Em làm cái bảng giá như vậy để tránh cái trường hợp mà keo nó bị dính lên cái đồng hồ á nè. Khỏi mất công mấy anh về với chà rửa. Tiếp theo sẽ là thực sự là một siêu phẩm luôn á. Đây là một cái thương hiệu, một cái hãng xe vô cùng là xa xỉ luôn, Ferrari.
Chắc chắn là ai cũng biết cái hãng xe này, mặc dù là không mấy ai sở hữu được cái xe này, nhưng mà đọc cái tên lên thì ai cũng biết. Và đây là một cái bản cực kỳ hiếm và ít gặp nha anh em. Đây này. Và độ mới thì con này là 99,9% luôn, không hề có một tì vết gì. Em sẽ quay cận cảnh cái chiếc này luôn cho anh em xem. Bởi vì những cái chiếc đồng hồ mà mẹ vàng hoặc là đen tĩnh điện á, em dư rất là kén mua. Nhưng mà chỉ có những cái chiếc mà phải nói là hàng hộp, mà là gọi hàng trưng bày á, em dư mới dám mua thôi. Tại vì sao? Cái nước vàng của những cái chiếc này á, nếu mà chủ cũ họ xài mà không có giữ kỹ á, nó sẽ có trầy xước rồi lấm chấm á, rất là khó chịu. Mặc dù là mình nhập rẻ hơn 500-700 nghìn, nhưng mà thực sự mà nói là đó, hồi giờ em dư bán là bán những cái thành phẩm mà gọi là đẹp mà quen rồi, thành ra là em gặp những cái chiếc đó biết là nó rẻ hơn á, và cũng có thể là sẽ bán được á, nhưng mà em lại không có nhập. Bởi vì bản thân em nhìn á, cái đồng hồ á mà cứ những cái nước vàng mà nó chày xước tè le là em dư nhìn là thấy ngứa mắt là em đã không nhập rồi. Giống như cái kiểu như là em chỉ phục vụ cho những người khách khó tính thôi, bởi vì em cũng khó tính mà. Thấy không? Dây này chưa hề có dấu hiệu sỏ này, thấy không? Logo còn rất là sắc nét đẹp, nguyên zin hết toàn bộ luôn. Nói chung là hàng này thì lô ở đâu ra mà lô. Khó của nó khó thép, có đánh sớ rất là mịn và đẹp. Và bên cạnh thiết kế là em nhìn bộ kim này, hai cây kim nó nhìn là đã thấy thích rồi. Ba cây chứ, cây kim dây của nó cũng thiết kế cách điệu nè. Đó là giống như là cái khiên, giống như cái logo của hãng á nè. Đây, cái logo của hãng sẽ là một cái khiên và hình con ngựa bên trong. Thì cây kim dây của nó, cái đầu kim dây nó cũng cái kiểu cái khiên như vậy. Và cái bộ kim của nó cũng kiểu vậy thôi. Kim phúc và kim giờ nó cũng thiết kế theo cái kiểu cái khiên, nhưng mà nó kéo dài ra đó. Cho nên nhìn nó rất là khác so với các cái dòng Ferrari khác nha nè. Mặt của nó thì có một cái tấm lưới giống như là tổ ong. Hồi giờ em cũng chưa gặp cái kiểu này. Thường á, thì mình sẽ thấy trên những cái dòng đồng hồ mà năng lượng của Citizen á, mình sẽ thấy có một cái tấm năng lượng ở trong đó. Nhưng mà con này chỉ là pin thường á. Thành ra là có thể đó là một cái trang trí độc lạ mà hãng đó đưa vào cái thiết kế này. Nước vàng thì hết nước chấm rồi nha. Núm zin có logo hình con ngựa nè, rất là đẹp luôn. Với cái độ mới như vậy và cái độ sang như vậy á, mấy anh em có thể mua tặng cho đồng nghiệp hoặc là tặng sếp nè, thậm chí là tặng cho những người mà có xe Ferrari càng tốt. Xe thì mình không có, nhưng mà đồng hồ thì mình dứt một quả cũng được chứ gì đâu. Ở đây nè, Scuderia Ferrari nè, cực kỳ sang nha. Những cái mẫu như này á, thì thực sự là chắc chắn là trên thị trường không có đâu nè. Tại vì em bán những cái đồng hồ mà hãng xe á nè, đặc biệt riêng những cái đồng hồ hãng xe rất là ít gặp. Có điều là cái hãng Ferrari này nè, thì em thấy hình như Thế Giới Di Động rồi nó cũng có bán, nhưng mà chỉ là những cái mẫu thường thôi. Còn cái mẫu mà đặc biệt mà hàng si kiểu như vậy á, thì rõ ràng rất là hiếm gặp. Chiếc này em dư sẽ đo size và báo giá cho mấy anh em luôn nha. Con này là size 44, size dọc của em nó sẽ là 54. Và con này mẻ 98, giá là 2.050k, mới 100%, full hợp. Kiểu của nó như vậy nè, nó về nguyên đai nguyên kiện nó là như vậy. Cuối cùng là một em hàng hợp cũng mới 100% luôn. Một em Jacquet Lehman. Đây là một cái thương hiệu của Áo. Em mới tìm hiểu lại thì Jacquet Lehman nó là một cái gia đình của Áo rất là yêu thích đồng hồ. Và gia đình này họ đã chuyển sang kinh doanh cái lĩnh vực đồng hồ được hơn 40 năm rồi. Thành lập vào năm 1975 và tới nay cũng vẫn còn cái chỗ đứng ở trên thị trường. Đó cũng là một cái điều rất là tốt. Con này thì mới 100%,
À, giá yên của nó là 26.000 yên thì nó rơi vào khoảng gần 5 triệu. Thì em dư về được một chiếc mới 100%, full box mới, thì dây dây zin của nó là dây hạt ghẹo này, rất là chất luôn. Có lịch gốc B giờ, và cái form của nó là cái form kiểu đơn giản, dễ xem giờ, phù hợp cho mấy anh công sở hoặc là những người lớn tuổi. Mình chỉ cần một chiếc đồng hồ để mình xem giờ, xem ngày. Thì những cái mẫu như này rất là phù hợp. Bên cạnh đó thì nó rất là mỏng nha, cực kỳ là mỏng luôn. Chiếc này để em dư gỡ cái tấm siêu này ra để cho mấy anh em nhìn kỹ cái mặt của nó một chút. Đây. Coi như là 26.000 yên là cỡ 5 triệu, em dư về gỡ siêu mất mấy 3 triệu mấy luôn, còn có 1 triệu 200k trời, có 1 triệu 2. Chỉ có 1 triệu 2 mình để có thể mua được một con đồng hồ chính hãng, thép đúc nguyên con, form rất là mỏng. Và những cái mẫu như này rất là dễ lên tay nha anh em ơi. Bởi vì nó là thiết kế theo cái kiểu là nó phù hợp với rất là nhiều cái loại cổ tay, và cái sự đơn giản như vậy á là nó cũng phù hợp với rất là nhiều cái lứa tuổi. Mới 100% thì anh em mua tặng hay là như thế nào đó cũng được hết. Đây. Không tì vết luôn, rất là đẹp. Con này size của nó sẽ là 39 nha anh em ơi, và size dọc của em này sẽ là 48. Như vậy là con này nó rất là dễ đeo, dây full mắt luôn mà. Mấy anh em nào mình thích cái sự mỏng nhẹ thì đây chiếc này cực kỳ là phù hợp luôn nha. Rồi, mã 99, giắc quét Diamond, 1.2 triệu. Như vậy là ba chiếc đồng hồ mới 100% em dư đã lên rồi. Tiếp theo sẽ là những con đồng hồ không phải là hàng hợp nha. Đây anh em, như vậy là nãy giờ là được 10 phút rồi nè. Thôi để em dư reset nha. Để ăn chi, thường thì những cái dòng đồng hồ mà 6-7 kim như vậy á thì khi nào mình cần thiết á thì mình hãy xài, bởi vì để tiết kiệm pin á anh em. Ví dụ như mình để ở nhà mình không có xài thì mình sẽ tắt cái tính năng chrono đi, còn nhiều khi mình đi chơi, gặp bạn bè hay là gặp đồng nghiệp đối tác á, mình có thể bật cái tính năng chrono đó để tất cả các kim đều hoạt động, hay như thế thì trông sẽ ngầu hơn. Rồi, mã số 1 là một em Casio 7 kim, dòng Sole rất là nhiều tính năng, và cái phiên bản mặt trắng này rất là hiếm. Em dư để ý những cái mẫu mà như vậy nè, đó là đa số là mặt đen hết, 10 con là hết 9 con là mặt đen rồi. Tại vì em dư bán cái mẫu này cũng nhiều, em dư biết nè, bữa nay mới về được một con mặt trắng đó. Và cách chỉnh giờ của con này cũng khá là đơn giản, mình sẽ giữ nguyên cái nút 10 giờ khoảng chừng 9-10 giây, cho đến khi nó kêu tít tít, thì bấy giờ nó sẽ đưa về cái chế độ gọi là chỉnh giờ. Và con này nó có rất là nhiều tính năng, em lấy ví dụ như hiện tại là nó đang chỉ về cái đây nè. Mới phát hiện ra có cái gì lạ lạ ta. Cái con này nó bị lộn đầu mất tiêu rồi. Chà, cái ông nội nào chơi kỳ vậy. Cái con này là Việt Nam mình này hay xài múi giờ Bangkok, cho nên là trước tiên là mình sẽ chỉnh về cái múi giờ BKK, là Bangkok. Nhưng mà cái con này nó đang bị lộn đầu anh em à. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái hướng 10 Casio này nó phải nằm ở dưới đây mới đúng nè. Đây nó bị lộn đầu cho nên cái chữ của nó đã bị ngược nè. Anh em thấy không? Má đồ. Đây. Em thì cũng không để ý lắm, lúc mà hàng nó về á, đầu tiên là em kiểm tra mấy cái tính năng hết, nó ok này nọ, xong mà pin bọng nó ok là em dư em lấy em bán à. Tại vì hàng về rất là nhiều, mỗi lần về là về cả thùng, hay có khi là lên tới là mấy chục con.
cho nên là chỉ kiểm tra sơ bộ thôi, chứ không có. Còn nếu mà để mà quay kỹ á, kiểm tra kỹ á, là những cái lúc như vậy nè nè à, thì bây giờ em mới phát hiện ra là nó đang bị lộn đầu. Nhưng mà ví dụ như là chuông to rồi làm sao các tính năng đều hoạt động tốt, pin khỏe, đó là những cái rất là quan trọng, và con này nó đầy đủ hết các cái điều đó nha. Tại vì khi mà về em mở ra là nó đã chạy rồi. Một chiếc Casio 7 kim, mặt trắng ít gập, dây nó bị dơ em ơi. Đây nè, cái này mấy cái này là chỉ là dơ thôi, lát nữa em dư sẽ vệ sinh lại một chút, không có ảnh hưởng gì. Dây khó nguyên zin hết toàn bộ, còn thế là mới. Và chiếc này em dư sẽ để cho mấy anh em là 980k nha. Size của con này sẽ là 39, và size dọc của nó khoảng chừng là cỡ 54. Nói chung con này dễ đeo lắm. Cái con này nếu mà đo đúng cái size dọc của nó, mình đo tới cái đoạn này là cỡ khoảng 45.6 à. Nhưng mà do chỗ đây nó hơi dôi ra một chút xíu này, nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Một chiếc đồng hồ mà size cái chừng B940 nó gọi là size quốc dân, phù hợp với hầu hết tất cả các cổ tay của người Việt Nam chúng ta. Tiếp theo là một con hàng hiếm nè. Con này chắc chắn là cực hiếm luôn, bởi vì một con Casio dòng Edify, nhưng mà là hàng nội địa Nhật. Chắc chắn là Casio Edify đó, là nó là một cái phân khúc tầm cao, và nó cũng không có gọi là nó quá gọi là quá hiếm. Tại vì em bán những cái dòng Casio mà cái phân khúc Casio Edify này cực kỳ nhiều nha. Nhưng mà riêng về cái mẫu mà kính selfie mà lại được da băng mây á, lần đầu tiên em dư cầm luôn. Cho nên em khẳng định là cái chiếc này cực kỳ hiếm luôn. Da băng mây nè, kính selfie nè anh em. Đây. Anh em thấy không? Casio kính selfie và là hàng nội địa Nhật. Cái phân khúc Edify này thì rõ ràng là chắc là chỉ có em dư có thôi, chứ ai đâu mà có nữa. Dây khó nguyên zin toàn bộ, thép đúc nguyên con nè, cực kỳ mới luôn nha. Kính selfie thì chắc chắn là không có tì vết rồi, thành ra là anh em mới yên tâm. Ở cái đáy của nó có ghi thông số rõ ràng nè, selfie crystal. Và con này á, là nó có tới 4 5 6 6 7 kim nha anh em ơi. Con này là 7 kim á, khá là hay. Đó, ba cốt 7 kim, một lịch. Đây nè. Cái cây kim dài này nó sẽ là cây kim dây của bộ thể thao nè. Và ở bên này nó sẽ là cây kim phúc của bộ thể thao nè anh em ơi. Bên này là cây kim 24 tiếng, cái này là cây kim dây của bộ đồng hồ chính. Và ở đây chúng ta sẽ có một cây kim màu đỏ, nó gọi là kim GMT. Để em coi có thể lịch nhanh ok nha anh em ơi. 24. Cái dòng này chỉnh giờ nó cũng hơi quá anh em. Có nghĩa là sao? Rút ra một nấc á, như dụ như em dư đang đang xoay xuống á, là nó nhảy lịch nè. Nhưng mà nếu mà mình xoay lên á, là nó sẽ nhảy cây kim giờ một tiếng nè. Cũng cứ mỗi lần xoay như vậy á, là nó nhảy một tiếng. Để làm chi anh em biết không? Tại vì cái dòng này á, là dòng cái kim GMT, cho nên nó thiết kế là cho mình á, chủ động chỉnh được cái cây kim giờ này để mình có thể làm sao? Mình xem được cái kim GMT này, mình căng xem cái giờ của một cái thành phố khác. Và con này được một cái nữa, đó là nó là mặt trắng, rất là ít gặp luôn. Anh em nào thích kính selfie thì đây nè, sẵn anh em lưu ý nha, những cái đồng hồ mà em dư mà lên đó, hầu hết là kính cứng hết. Con nào kính selfie thì em sẽ nói. Chứ nhiều anh là hay hỏi là kính kính cứng hay là kính sapphire à. Thì nhiều khi á, là mình phải hiểu á, mình chơi đồng hồ si á, thì 10 chiếc mà hết 8 cái là kính kính cứng rồi
may mắn thì hoặc là những cái dòng đồng hồ mà phân khúc tầm cao thì mình mới được kính Sapphire thôi. Ngay cả những cái đồng hồ thụy sĩ mình cũng ít gặp kính Sapphire nữa, chứ đừng có nói là đồng hồ Nhật. Rồi một con Casio zin nguyên con, độ mới rất là cao, và chiếc này mã số 1, giá là 1.380.000. Con này size của nó rất là dễ đeo luôn nè, thấy không? 40. Size dọc của em nó sẽ là 47.7. Rất là size này là thôi chứ đeo sướng lắm. Đẹp không? Rồi. Tiếp theo sẽ là một chiếc Citizen dòng Ecocry. Và con này thật sự mà nói nó rất là lâu rồi em mới về lại nha. Cái con này nó về lúc sáng, pin khá là khỏe. Và chiếc này theo cơ chế Chrono và nó cho phép của mình á là sử dụng cái bộ kim này tới đếm giờ tới 30 phút nha anh em. Em bấm nè. Reset nè. Cái cây kim dài này nó như thường lệ nó sẽ là cây kim dây của bộ thể thao, còn ở bên này nó sẽ có một cây kim bán nguyệt, nó sẽ là cây kim phúc. Và cái bộ máy này nó cho phép mình đếm thời gian được 30 phút. Cái form này hồi xưa á, là mỗi lần lần nào về là mấy anh cũng tranh nhau mua á, bởi vì sao? Nó là pin năng lượng nè, thiết kế cái mặt nó rất là đẹp, cực kỳ là thu hút luôn. 6 kim, một lịch, và tất cả các cái cọc số và bộ kim nó là dạ quang màu xanh xanh dương. Cái đèn nhà em nó bữa em có cái đèn tiết dạ quang nó bị hư rồi, em đang đặt cái đèn khác về chắc vài hôm nữa thì mới có, anh em thông cảm nha. Nhưng mà chắc chắn là mẫu này là có dạ quang, và dạ quang của nó là màu xanh dương rất là đẹp. Dây của nó là dây titanium và toàn thân con này là titanium hết luôn anh em. Dây còn rất là mới và cái dây của nó là cái dạng xương cá nè. Nhìn rất là thích mắt luôn. Dây titan đúc và nó cho phép mình cắt mắt lên tới tất cả các cái mắt luôn. Điều đó có nghĩa là sao? Nhớ anh em tay nhỏ hoặc là tay siêu nhỏ vẫn có thể mang được những cái chiếc này. Bởi vì thường những cái đồng hồ mà nó cho phép mình cắt những cái mắt ở dưới đây nè. Tay mình nhỏ mình cắt hết mắt nhưng mà mang vẫn không vừa. Nhưng mà cái con này nó cho phép mình cắt lên tới những cái mắt ở trên này luôn. Cho nên là tay cỡ nào cũng đeo được hết. Và con này em dư vẫn còn một mắt ở ngoài nữa nha. Em dư vẫn còn thừa một mắt ở ngoài. Cho nên là con này dây của tay của em này sẽ rơi vào khoảng 18. Anh em cứ yên tâm nha. Size của chiếc này sẽ là size 39. Đây, size con này là cỡ 39, tính chưa tính tới sườn. Còn tính tới sườn luôn sẽ là 41. Size dọc của con này sẽ là khoảng 50. Như vậy rất là dễ đeo. Một con Citizen Titanium zin hết nguyên con, pin năng lượng khỏe. Giá của chiếc này sẽ là 1.350.000. Tiếp theo vẫn là một con đồng giá luôn, 1.350.000, đó là một cái thương hiệu Guess đến từ nước Mỹ. Form con này cực kỳ đỉnh nha. Mặc dù niềng không có xây được nhưng mà anh em nhìn cái thiết kế của nó nè. Nè, dây thép mình nhìn đã chưa. Dây thép đúc đặc nguyên con, và cái bảng dây của nó là ở giữa nó sẽ gồm những cái cục cục cái mắt này thì em cũng không biết gọi như thế nào, nhưng mà nhìn nó cực kỳ là chất. Lên tay những cái con này thì bao ngầu và cực kỳ là bảnh dai cho mấy anh nha. Thương hiệu Get Steel nè, Steel là thép. Đây. Thép đúc nguyên chiếc, da băng movement. Và con này nó còn có cả một cái dép để bảo vệ cái núm nè. Mình bật ra, thấy không? Chiếc này sẽ có tổng cộng là 5 kim và nó thiết kế là cái kiểu dạng lịch ngày thứ tiện lợi nha anh em. Bữa nay là ngày 25 nè, đó là mình xoay. Còn nếu mà để chỉnh ngày á, chỉnh thứ á, thì mình sẽ phải xoay 24 tiếng. Hôm nay nó đang bị lệch thứ rồi nè, chủ nhật. Lát nữa em sẽ chỉnh lại đúng ngày cho mấy anh nha, có nghĩa là ngày 25 thứ ba và đúng cái giờ thực tế luôn, để cho mấy anh em về là mình chỉ có xài thôi.
một con đồng hồ Guess cực kỳ là độc lạ, thép đúc nguyên con, lên tay bao chất và độ mới cũng rất là cao. Con này size của nó sẽ là chắc cỡ 43. Size dọc của chiếc này sẽ là 52. Và con này mẻ số B, giá là 1.350.000 nha anh em. Và cuối cùng sẽ là một cái em Vagary, một cái thương hiệu của Ý và hợp tác với lại Citigen. Chính vì vậy mà dòng này nó sẽ sử dụng máy Citigen, bao bền, bao chắc mấy anh luôn nha. Form này thì thôi, hết nước chấm rồi. Mấy anh mà chơi đồng hồ á, mà mình chơi đồng hồ một thời gian, mình sẽ rất là thích đeo những cái chiếc đồng hồ mặt vuông. Bởi vì sao? Cái form vuông nó rất là ôm tay, và lên tay của nó nhìn nó cũng rất là khác. Đồng hồ mặt tròn thì mua ở đầu cũng có, chứ còn mặt vuông á thì hơi khó. Hơn nữa là mặt vuông mà nó cũng phải đáp ứng các cái tiêu chí là đẹp, độc, lạ, thì chiếc này là rất là phù hợp nha anh em ơi. Anh nhìn cái bảng dây nó đã thấy thích rồi. Thép đúc nguyên con luôn nè. Thương hiệu Vagary, sử dụng máy Citigen của Gia Băng. Zin nguyên chiếc luôn. Màu con này là màu siêu đẹp. Đây là màu xanh coban, một cái bản màu khá là hiếm. Bộ kim thì nó lại cũng thiết kế theo cái cách điệu này, độc lạ. Và nó có một cái ô điện tử ở góc 6 giờ. Và mình sẽ sử dụng cái nút bấm ở bên đây nè, để mình tùy chỉnh cái múi giờ thứ hai bên này. Nó nhấp nháy là mình chỉnh được nha. Em lấy ví dụ như mấy anh có người nước ngoài, có bạn là ở bên nước ngoài, Anh, Ý, Mỹ, Đức gì đó. Mình sẽ chỉnh cái bộ đồng hồ này theo cái múi giờ của thành phố đó để mình tiện liên lạc. Còn cái bộ đồng hồ chính này thì anh em chỉ việc rút cái núm này ra, rồi sau đó là mình sẽ xoay thôi. Rất là đơn giản phải không? Hôm nay thực sự là toàn là những cái mẫu đồng hồ cực kỳ đẹp và chất lượng nha. Những cái mẫu mà chỉ có em Dương mới có thôi. Cảm ơn em rất nhiều nha. Chiếc nào thì nhắn em.